Cảm ơn Helios, thương hiệu trang sức bạc thủ công dành cho nam giới đã đồng hành cùng The Reviewer. Văn hóa Á Đông là một trong những nguồn cảm hứng bất tận cho các bộ sưu tập độc bản tại Helios, đặc biệt nhất là bộ sưu tập Lotus với hình ảnh hoa sen truyền thống được phá cách theo tinh thần gai góc đặc trưng của thương hiệu. Hãy khám phá và sở hữu chế tác tuyệt vời từ bàn tay thủ công của người Việt tại link dưới phần mô tả. The Boys đã cúc hình tượng xoay hùng của Marvel như thế nào? Chào mừng các bạn đến với chuyên mục phê phim hóa Nơi mà chúng tôi phân tích các bộ phim mà chúng tôi nghĩ là hay Nếu các bạn muốn cùng chúng tôi phân tích những bộ phim nào tiếp theo Hãy comment ở phía bên dưới Video này được mang đến cho bạn bởi content Nhật Minh và tôi Quản quại Video được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ Hoặc khi bạn cần một cái gì đấy ở background để làm việc, học tập, giờ bát được chúng tôi tổng hợp và cập nhật từ nhiều nguồn thông tin. Nếu có gì sai hoặc cần đính chính, các bạn hãy vui lòng comment ở phía bên dưới để chúng tôi cùng rút kinh nghiệm nhé. Để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất, hãy xem phim và tự cảm nhận. Avengers Endgame ra mắt vào năm 2019 và đúng như cái tên của mình Endgame đã end luôn cả thời đại siêu anh hùng của Marvel. Mặc dù đã sang đến cả phase 5 rồi nhưng Marvel vẫn chưa có một bộ phim nào thực sự gọi là nổi trội. Gần đây nhất chúng ta có The Marvel review ngắn gọn. Tôi thà xem 10 cái video phân tích anime của Way2Wear còn hơn là xem bộ phim này. The Boy cũng ra mắt vào 2019 và nó đã mang đến cho những khán giả đang thèm khát nội dung lúc bấy giờ một dòng phim về siêu anh hùng hoàn toàn mới. Bộ phim đặt ra câu hỏi về một xã hội siêu năng lực thì sẽ như thế nào. Thực ra chúng ta hoàn toàn có thể trả lời câu hỏi này vào năm 2014, nhưng với điều kiện

quay trở lại với The Boy Bởi vì xã hội siêu nhân trong phim phản ánh mặt tối trái ngược với những gì mà Marvel đã làm The Boy kể một câu chuyện nơi các siêu anh hùng làm phản diện Không còn bờ mông nước Mỹ của Captain America mà chỉ còn bộ rú to vờ lờ của Homelander Nhìn kiểu gì thì cũng thấy Homelander là bản parody của Superman Nhưng thay vì mặc quần xịp lộ cu và đi lại lung tung thì bộ suit của Homelander trông lại đẹp hơn nhiều Homelander aka đại sứ thương hiệu cho Vought Một công ty dược phẩm nhưng sau này lại bất ngờ đá sân sang quản lý siêu anh hùng Dưới sự quản lý của Vought có tồn tại một tổ độ tên là The Seven. Họ là những siêu nhân mạnh mẽ nhất và Homelander chính là người đứng đầu. Vì là người đứng đầu của một bộ mặt xã hội nên anh ta cũng là kẻ có nhiều vấn đề nhất, không chỉ hiếp dâm vợ Billy, đẩy dân thường xuống biển mà lại còn tham nhũng, đe dọa, lạm dụng hoặc giết bất cứ ai mà mình muốn. Công việc chính của siêu anh hùng là cứu người, nhưng Homelander thay vì đi cứu người thì lại chọn đóng phim và xây dựng hình tượng, tạo scandal tình ái như người nổi tiếng. Tất cả những chi tiết này đều để phản ánh một xã hội thối nát và châm biếm cái gọi là anh hùng. Nhưng Homelander của The Boy không chỉ là một siêu phản diện có cái mác anh hùng như trong Injustice Phản diện nào cũng qua quá khứ và Homelander cũng vậy The Boy đã cho người xem thấy một khía cạnh khác của một kẻ độc tài Sinh ra trong phòng thí nghiệm và lớn lên như một con chuột bạch Homelander đã phải chịu đựng nỗi cô đơn và sự thiếu vắng về mặt cảm xúc Anh ta khao khát tình yêu và sự chú ý Có thể thấy được điều đó trong mối quan hệ của Homelander với Madeline Homelander yêu Madeline như một người mẹ Và đó là lý do vì sao anh ta bú sữa của Madeline và ganh tị với đứa con của cô ấy Nhưng Homelander cũng đồng thời coi Madeline là một đối tượng tình dục Nói như thế không có nghĩa là Homelander muốn <laughs> mẹ Mà là do việc được mẹ khiến anh ta cảm thấy rằng sự chú ý của Madeline đang va vào mình Bởi vì Homelander cũng giống TikToker Rất khao khát sự chú ý Nhưng không chỉ từ Madeline mà từ bất cứ ai Tất nhiên là ngoại trừ người khuyết tật và người da đen Soldier Boy là một ví dụ Soldier Boy là Captain America nhưng đít bé hơn Đồng thời cũng là bố của Homelander về mặt di truyền Giống như bao đứa trẻ khác Homelander cũng khao khát có được sự công nhận của ông bố của mình Nhưng mà con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh Homelander sống khốn nạn như thế nào Thì bố anh ta ngang ngửa như thế Soldier Boy thì nó gọi là định nghĩa chuẩn mực Của gia trưởng Alpha Male Kiểu đàn ông mà chị em sẽ cho vào Blacklist Ngay từ lần đầu gặp mặt Trung bình người gia trưởng sẽ muốn con trai của mình lớn lên trở thành một thằng đàn ông Đích thực Nhưng những gì mà Homelander có chỉ là một thằng đàn ông đít bự Với nỗi cô đơn và mong muốn khao khát có được sự chú ý Nói chung là <laughs> Chính bản thân Homelander cũng rất là mâu thuẫn Anh ta muốn được người dân yêu quý Nhưng đồng thời cũng muốn giết luôn đống dân chúng ấy vì quá phiền Homelander không khác gì một đứa trẻ con, nhưng được trang bị súng và vũ khí hạng nặng. Tóm cái quần lại, Homelander không chỉ là một nhân vật phản diện biết búng tay và I'll do it myself. Anh ta có một nội tâm phức tạp và một câu chuyện phát triển không kém nhân vật chính. Homelander thực sự là một nhân vật thú vị và chính sự thú vị này đã khiến Marvel tụt xuống đáy xã hội cùng với Weibo và fan MU. Vài năm trở lại đây, ý tôi là từ sau Endgame. Ngoại trừ một số trường hợp như là Spider-Man thì hầu hết những bộ phim thuộc phase 4 và phase 5 của Marvel đều mang về phản hồi tiêu cực vờ lờ, như là kịch bản tệ hoặc là cố làm phim nữ quyền nhưng lại chẳng biết cái đếch gì về nó lại nói về nữ quyền trong mcu sau siêu phẩm điện ảnh the marvel thì tôi có thể chắc chắn rằng mcu đang hiểu sai về định nghĩa của nữ quyền các nhân vật được cho là nữ quyền trong mcu đều được xây dựng với hình tượng ngầu lòi mạnh mẽ và quan trọng hơn hết là không cần đàn ông tôi không nhớ là mình đã đếm được bao nhiêu câu thoại kiểu như là tao không cần thằng đàn ông nào hết ờ cũng đúng chẳng cần thằng đàn ông nào để chiến thắng cả và việc marvel tôn vinh nhân vật nữ như vậy thì có gì là sai marvel không sai nữ quyền không sai vậy ai sai chắc chắn là thánh trần với bành trướng lãnh địa vô hạn xuất chiếu khiến phim thiếu nhi hoàn toàn chiếu và giờ vong xem Thứ sai ở đây là cách mà Marvel chèn nữ quyền vào phim. Việc tôn vinh phụ nữ không đồng nghĩa với việc phải dìm đàn ông xuống. Và một người phụ nữ thể hiện nữ quyền không nhất thiết phải biết đấm vào mồm thằng khác. The Boy cũng có những nhân vật nữ mạnh mẽ như Starlight, Kimiko, Queen Maeve hay thậm chí là cả Stormfront. Nhưng cách họ xây dựng các nhân vật này đều rất hợp lý và không có gì để nói là quá lố. Starlight mạnh mẽ và có nhiều quyền lực trong tay. Nhưng không đồng nghĩa với việc cô coi Huey là một thằng loser rẻ rách. Starlight là nữ siêu anh hùng, nhưng mà Annie cũng là một cô gái bình thường và muốn sống một cuộc sống bình thường Mạnh mẽ và yếu đuối có thể cùng tồn tại trong một con người Starlight vừa có thể dập tội phạm trên đường và dập Huey trên giường Cách xây dựng này hoàn toàn hợp lý và thực tế Kể cả với một nhân vật LGBT như là Queen Maeve cũng vậy The Boy không chỉ nói về bề nổi như là cách mà xã hội nhìn người đồng tính ra sao mà còn có cả những vấn đề bên trong cộng đồng ấy nữa Queen Maeve là một nhân vật LGBT nhưng cô ấy lại là bisexual hiểu đơn giản là có thể yêu cả nam và nữ mà trên thực tế các bisexual cũng bị kỳ thị bởi chính cộng đồng của mình nơi mà họ đáng ra phải thuộc về nhiều người coi bisexual là một xu hướng tính dục không bình thường đặc biệt là làn sóng định kiến gay gắt về bisexual người ta cho rằng đây là những người dễ thay lòng đổi dạ không trung thủy quan hệ lang trạ và dễ mắc phải các bệnh có nguy cơ truyền nhiễm cao Tôi cũng chả biết tại sao, đó cũng là lý do vì sao mà trong The Boy, Queen Mae không được công khai xu hướng tính dục thật sự của bản thân, nhưng câu chuyện mà bộ phim hướng đến không bàn về xu hướng thật sự của Queen Mae mà tập trung vào câu chuyện tình giữa cô và người bạn gái họ yêu nhau như thế nào, hy sinh cho nhau những cái gì và làm gì để đến được với nhau. Bằng một cách nào đấy thì The Boy cũng nhân văn phết. Bên cạnh những vấn đề về nữ quyền và giới tính thì sự thu hút của khán giả đối với MCU ngày càng giảm dần. Chủ yếu vẫn đến từ những kịch bản tệ từ Thor 4, Doctor Strange 2 cho đến The Marvel. Thứ duy nhất mà biên kịch của MCU làm tốt là cúc nguyên một cái nồi cắm lợn Tho sau Endgame chuyển qua đóng hài Cả phần lớp and Thunder không có cái gì động lại ngoài đít của Chris Hemsworth Doctor Strange 2 mở ra một phần của đa vũ trụ Nhưng nó lại chẳng gì mớ bong, bong anh yêu em của mọi vũ trụ. Thế mà qua vũ trụ này anh cưới người khác à? Còn giờ Marvel thôi, chê nhiều lắm rồi. Nói một cách công tâm thì Marvel cũng đang rất cố gắng để tạo nên những bộ phim hay giúp bản thân quay trở lại thời kỳ đỉnh cao. Một trong số những phương pháp đó là tạo nên thế hệ kế tiếp thay thế cho những Captain America hay Iron Man nhưng thực tế cho thấy điều đó đang phản tác dụng vì cái bóng của những nhân vật đã theo chân khán giả suốt cả thập kỷ là quá lớn. Cho dù vẫn còn Thor, Doctor Strange hay nhẹ nhọ nhưng từng đó vẫn là chưa đủ để khỏa lấp khoảng trống mà Cap và người sắt đã để lại. Trong khi Marvel vẫn đang vật lộn tìm kiếm những siêu anh hùng có khả năng trở thành biểu tượng mới thì câu chuyện của The Boy lại dễ dàng hơn nhiều. Ngay từ đầu nhân vật chính của The Boy không phải là một siêu anh hùng, cũng chẳng có siêu năng lực thậm chí còn hơi loser nhưng phải là một nhân vật như vậy thì mới có thể dễ dàng phát triển và hành trình của anh ta chính là thứ mà người xem mong chờ nhất bên cạnh Huey thì tổ đội The Boy cũng là cả một sự bất ổn bởi vì ngoài Billy Butcher không ai thực sự muốn gia nhập Mother's Mill và Frenchy là bị ép còn Huey thì là bị lừa cũng vì vậy mà ban đầu họ không thể hòa hợp với nhau khác với Avenger không ai trong team The Boy có một bộ giáp triệu đô hay ít nhất là một bờ mông mỹ Họ hoàn toàn chỉ là những con người bình thường Và khi so sánh với The Seven thì thôi Cửa sổ cũng không có, đừng nói cửa mình Nhưng như tôi đã nói ở trên Đó mới là điểm làm lên sự thú vị của The Boy Một góc nhìn khác với siêu nhân Nhưng cũng là một góc nhìn khác với những kẻ đáng ra là phản diện Nếu xuất hiện trong phim của Marvel Ngoài ra các sự kiện được kể trong The Boy cũng liên kết rất chặt chẽ Ít nhất thì sẽ không có trường hợp bạn hôn cháu của tình cũ Sau đó thì đứa cháu gái mất tích luôn ở mấy phần sau Như chưa hề có cuộc gặp gỡ nào Nếu bạn cảm thấy việc Trấn Thành làm phim lật sử là rất kinh khủng Thì hãy ngồi xuống đây để tôi cho bạn thấy Thor 4 đã làm gì với thần rớt Rớt aka vị thần tối cao của đỉnh Olympus trong trận chiến với các tay tần huyền thoại thì rớt chính là người lãnh đạo và đưa các vị thần đến với chiến thắng đủ để chứng minh rằng ông ta mạnh mẽ và quyền năng đến thế nào và cho dù scandal tình ái của rớt nhiều hơn bất cứ idol kpop nào cộng lại Thì ông ta cũng không hề hèn nhát như cách mà Thor 4 đã xây dựng Chốt lại thì cho dù tôi có ngồi đây và viết thêm một 000 chữ nữa để chê MCU Thì Marvel vẫn sẽ tiếp tục cho ra mắt những bộ phim mới Dù không còn đạt mức doanh thu khổng lồ Ngoài Spider-Man có sức hấp dẫn và độc đáo riêng Thì Marvel chưa có bộ phim nào đạt mốc 1 tỷ USD kể từ sau Endgame Như Sanji A-Tunnel hay là Ant-Man gần đây nhất Thậm chí còn lỗ chứ đừng nói là lãi nhiều khán giả đã mất kiên nhẫn và không còn muốn xem những bộ phim sơ anh hùng ba xu The Boy lúc này chính là thịt cừu trong bàn tiệc salad hấp dẫn và mới lạ và đó là lý do tại sao tôi cho rằng The Boy đang khiến cho hình tượng sơ anh hùng của Marvel trở nên nhàm chán và tôi còn quại xin chào và hẹn gặp lại